Yeah, right in there. Let us check what you have. Oh, floor protector. I don't know. See the little red thing that's going to be. Floor protector. Okay. That's what, Norman. That's really a big tree. Noble. Yeah. Oh, mấy cái thông này bự quá thì bự luôn. Anh Trần vô okay. Out. A noble firs can run highest. If you want it this height, it'd be about 105-80. And that depends on also. No, we want the low light. For the price of the tree. Yeah. That will be 4-5 number for about 80. What kind of stand do you guys use? This one. Screw on. These screws. Cái này 100 mấy nha. Cái nào càng bự á, thì cái giá nó càng bự luôn nha. Cái nhỏ á, ít nhất là cũng là 80 mấy đô á. Nói chung là cũng gần hơn. Rẻ nhất là gần 2 triệu. Còn mắc nhất là cũng có thể là gần cho tới 3 cho tới 5 triệu nha. Mấy cái này là cũng gần từ từ 5 triệu không luôn đó. Tùy cây nữa, cây nào bự, cây nào lá nhiều, tàn nhiều, hoặc là cây nào đẹp á, thì nó sẽ mất tiền hơn xíu. Yeah, like it. You like it? Mua cây thông nhỏ chứ không sành chơi nha. Yeah? I say thank you cô. Vincent, I say thank you. Okay, we'll get that one. So we'll get that one? This one? Yeah, let me just look at the other okay. One, the different branches. But yeah, that'll probably be the best one. I'm sorry, Vincent. Right, I forgot. Okay. Depends on the price. Okay. Well, I put the stand on there. If you want to go and ask, then okay. They can let you know the price, and then okay. You can just ask to take them up that off. All right, thanks. Thank you. I mua được cây thông rồi, Vincent ơi. Mua được cây thông nhỏ. Cái thông nhỏ chứ bên sàn chơi. Chiếc mua cái thông bự quá. Cái thông bự quá. Không có tiền mua cũng không có chỗ để luôn. Cái chỗ này là cái chỗ nhỏ nhất luôn cả nhà. Ở bên đây là người ta cắt nè. Cắt tỉa lại rồi xong rồi người ta để trên xe. Mấy cái chậu này là người ta bán luôn. Cái chỗ này người ta bán là lấy tiền để cho trường học á, cho cái mấy cái em học sinh mà nó làm ở bên hoặc làm mà nó tham gia mấy cái câu lạc bộ đó, mấy cái tiền đó là cho mấy cái em bên đó đó học bên mấy cái câu lạc bộ thể thao á, tiền này là để cho làm từ thiện bên đó. Giờ mua ở đây người ta ủng hộ cho mấy em học sinh luôn. Cái mũi nó sành đỏ rồi nè, lạnh quá đỏ rồi. Okay. Over here. Grab it by the trunk. Oh, wow. That's look, like 20 bucks is going. Look, that's how they wow, that's fast. Anything. Cái này là miễn phí hết nè. Not the top, in the center. Go on, there you go. No, not the whole bucket. Just grab one. Con lấy đi, con lấy một cái. No, it's not one bucket. Con lấy một cái thôi. Con nói thank you, cô. Thank you. Con nói thank you. Good job. Ở bên đây là người ta cắt tỉa. Cắt tỉa rồi xong rồi cái này đây, cái chân này đây người ta bán là tới 25 đô một cái chân nè. Ở chỗ khác người ta bán chỉ có 15 đô thôi. Tại vì bán mắc hơn xíu để lấy cái tiền cho mấy em học sinh học bên thể thao. Đây, cây thông của Vincent đi.
Giờ người ta chuẩn bị cắt nè. Thôi đi. So, remember tell him to chop off the top, right? The top. Oh yeah, he did it. Got the top one too. Giờ cắt tỉa lại cho nó sạch sẽ đẹp đẽ, xách em về. Why are you shaking it? You get the leaves out. Oh, I see. Thank you. Làm gì đang cho mấy cái lá nó gụng xuống hết rồi. Hồi đem về nhà nó không có gụng trong nhà. Then I cut it. Nice. Rồi, để cái thông lên xe tôi đi về nha. Yay, mua cái thông cho Vincent rồi nè. Vincent vui không? Mua cái thông cho con nè, con vui không? Hả? Anh Sành vui không? Mua cây thông cho con chơi nè, con vui không? Về nhà một hồi cái con gắn cái cây đèn lên nha. Gắn hình ngôi sao lên. Yeah.